hiện nay là xe đang đổ cái đường nghĩa địa quý vị ạ. Như vậy là ngày hôm nay là thôn Thái Bình là có cái kế hoạch đổ phân đường ở trong cái khu vực nghĩa trang nhân dân của Thái Bình rồi quý vị. Ở cái chiều dài là khoảng là 200 m, nhưng mà sau khi mà ban ra đó thì cái mặt đường á, mặt ngang á là 3 m và cao là 0,2 tấc, tức là 0,2 m, có nghĩa là 2 tấc đó quý vị, chiều cao là 2 tấc. Hiện nay là Thái Bình là đang đổ tiếp vào cái đoạn đường này quý vị, đây còn đang đổ đây, cái khu đây là cái khu nghĩa địa của thôn Thái Bình mà hiện nay còn đang tiếp tục đổ. Đây là theo tinh thần cuộc họp của bà con nhân dân trong thôn á, thì nhất trí đổ một cái đường bao ngạn của cái nghĩa địa này, thì dài chắc cũng khoảng là 200 m, với số tiền chắc cũng khoảng là từ 8 cho tới 10 triệu. Đổ cái bề ngang là 3 m. Ủa cái này nữa mày đổ xỉa lên đây hay đổ thẳng lên? Đây này, thẳng ở đây cho nó gần này. Thẳng ở đây là nó. Hiện nay là con đường này đã ban rồi quý vị. Sau này là bà con có quá cố thì sẽ đưa xin đến con đường này, đưa đến con đường này. Đây con đường này vừa rồi là cũng đã có kế hoạch làm, nhưng mà bây giờ đã ban xong rồi đó, thì quý vị xem. Để biết cái con đường này như thế nào. Đây là ban ra rộng rồi quý vị nè. Đường này đây ra tới đường bê tông đó, thì từ ngay cái đường bê tông đó là chở vô rất là thuận tiện. Đây là cái đường bê tông vào ở trong này là khoảng 200 m cho quý vị. Hiện nay là cái kinh phí thì chỉ có tới đây thì làm, mà tới đây quý vị là sau này là còn làm theo cái hướng này nữa. Đây qua cái hướng này và xuống kia khoảng 150 m nữa. 150 m nữa là sẽ hoàn thành này cái đoạn giữa này. Còn bây giờ là
tiền tới đây thì làm tới đây thôi. Còn nếu mà sau này thì bà con ủng hộ và đổ tiếp nữa thì làm tiếp theo quý vị. Đây, cái mặt đường này ban ra có chỗ thì 3 mét, còn có chỗ thì 4 mét quý vị, tại vì ban mấy cây á, cho nên là cũng không có bằng lắm. Đó, từ đó khoảng ra đó quý vị, đó ra ngoài đường đó, ngoài đường bê tông đó, thì sau này mà ai mà có quá cố thì rất là thuận lợi cho xe tăng chuyên chở đến nơi. Đây là cũng một cái nỗ lực mà của thôn, cũng của nhân dân đóng góp tiền để thực hiện cái con đường này đấy. Và còn khoảng 150 mét nữa là sẽ hoàn thành cái con đường này, tức là con đường Bao Ngạn. Ở bên mé bên trái, mé bên phải thì đã có đường rồi, bây giờ còn cái đường giữa này nữa. Khi mà cái đường giữa này còn 150 nữa thì sẽ hoàn thành. Và sau này là bà con có ai mà có quá cố á, thì xe tang sẽ đưa đến nơi rất là thuận lợi. Khi mà quý vị xem cái clip này xong rồi thì quý vị nhớ bấm cho mình một like và nhớ hai chữ đăng ký nha quý vị. Xin chào.